Dạ bữa nay có anh Bùi gửi cho bà Úc Lam 500 ngàn bây giờ bà. Chúc cho sức khỏe đầy đủ, gặp nhiều may mắn. Dạ. Rồi thay mặt anh Bùi ha, chúc cho bà sức khỏe ha. Rồi 500 ngàn đó là cho bà trong cái mùa dịch bệnh này nè. Rồi mấy em gửi có ai cho tiền bà không? Dạ không, hồi gì gửi tới giờ. Dạ. Rồi vậy chúc bà sức khỏe ha. Rồi con chào bà về ha. Dạ. Sức khỏe đầy đủ, gặp nhiều may mắn. Chào bà về tiếng Anh, mày ngồi mày cười. Rồi dì Hợp ơi, có cái anh giấu tên thị sĩ gửi cho dì Hợp 500 ngàn. Dạ. Rồi mấy em gài sao rồi? Nói cho tao biết sức khỏe rồi. Thì bệnh tiểu đường cái thời thì thời kỳ sau này là nó phải nhức nhói gì đó, nó hành dữ lắm. Chứ nó đâu phải bình thường như người khỏe đâu. Thì giờ bà gắng vượt qua đi chứ giờ sao giờ? Cũng nhờ chú Đoàn với nhờ mấy chú kia nọ có tiền đi cũng kỹ bệnh cái giò đưa mấy nhỏ đi học. Dạ. Đưa mấy nhỏ đi học cũng đưa nhiều lắm. Dạ. Rồi. Rồi con chào dì Hợp về ha. Chào chú Đoàn luôn. Chú Anh. Dạ, chào cô. Rồi cô Hạnh ơi, có cái anh bị sĩ anh gửi cho cô Hạnh 500 ngàn trong mùa dịch này. Dạ. Dạ cô nha. Dạ. Cảm ơn cậu Toàn với cậu ghi cậu cho tôi mà cậu giấu tên cô không biết làm sao mà nói lời cảm ơn cậu đi chứ giờ không biết tên không biết thứ rồi. Cảm ơn cô nhiều cậu nhiều lắm nha cậu. Dạ. Rồi thay mặt các anh giấu tên là thị sĩ ha, con chúc cô sức khỏe ha. Dạ. Rồi gắng vui vẻ sống nha cô Hạnh. Dạ. Dạ. Rồi con chào cô. Dạ. Dạ. Tôi cũng chúc cho cậu ở thị sĩ được nhiều may mắn mà qua khỏi nạn dịch này nghe cậu. Dạ. Yeah. Rồi con thay mặt ảnh con cảm ơn cô ha. Rồi con chào cô về nha cô Hạnh. Dạ con chào cô về. Dạ. Rồi vô. Dạ cô em ơi có anh Bùi ở bên Mỹ có gửi cho cô em 500 ngàn. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn. Rồi bà cảm ơn anh chú Bùi giùm con cái. Cảm ơn chú Mùi. Dạ. Rồi chú Mùi. Rồi mấy em gài là khỏe phải không? Dạ. Chỉ bị nhức thôi phải không? Bị nhức không mày chú ơi. Rồi để bữa nào con vô đem thuốc nhức cho. Rồi vậy con chào bà con về ha. Dạ. Rồi dạ. Chúc bà sức khỏe nha. Dạ dạ. Rồi. Giờ mấy em gài còn đi đứng thì được không? Đứng mà được, mà đi cũng được. Ờ. Đi cả nhắc nhắc mà đi không có té hay vô mà đường á. Ờ. Tao nhức quá tao chặt cái giò bỏ đi. Chặt mấy gì đi. Chặt mấy gì đi. Rồi con về ha. Dạ. Rồi có chị có anh Bùi anh gửi cho chị 500 ngàn. Dạ, dạ. Xin cảm ơn anh Bùi nhiều. Dạ. Giúp đỡ cho mẹ con em. Mấy em gà trong mùa dịch này có ai giúp đỡ chị không? Dạ không. Rồi mấy em gà có làm được không? Không, nghỉ rồi. Qua mùa lúa rồi là đâu có làm gì đâu. Ờ à, là giờ qua mùa lúa là dạ. Không thất nghiệp luôn đó dạ, không? Không luôn rồi đó. Rồi. Rồi thay mặt anh Bùi chúc chị sức khỏe ha. Rồi em chào chị em về ha. Dạ, dạ. Cảm ơn chú nhiều. Dạ. Chào chị em về. Với giờ đi cũng quá thiếu kém tiền chị. Giờ thiếu kém tiền giờ tính cũng chưa đi. Dạ. Dạ. Đi là đi xuống dưới là chị cái gì? Người ta chị vết thương này với người ta tập liệu cho mình dò cẩn. Ừ. Giờ dò cẩn gì chứ. Ừ. Dạ, bởi vì người ta chỉ mới chỉ gì chứ. Dạ, cô có anh Bùi anh gửi cho cô 500 ngàn. Dạ. Chị cảm ơn. Dạ, rồi. Con thay mặt anh Bùi ha, con chúc dạ. Cho dì với anh The nhiều sức khỏe ha. Dạ. Dạ, rồi con chào dì con về. Dạ. Dạ, thôi con chào cô. Quỷ ngồi quỷ rồi, kêu nước vô. Được rồi, tại vì con còn cho nhiều người lắm. Dạ. Dạ, rồi. Dạ, rồi thí dụ bây giờ cô muốn cái gì đó, cô nói đi rồi con đưa lên cho. Bây giờ có muốn xin tiền thêm hay gì đó dạ, cô nói đi. Dạ bây giờ tôi cũng xin tiền đặng chuyển cho nó đi mà nhà thương gì thế. Cô Lãnh. Dạ nhà thương cô Lãnh cho nó chỉ thương với chị dò cẳng. Dạ. Dạ. Quá trời lầy lội cho. Dạ bởi vì bây giờ cũng muốn đi mà cũng thiếu kém tiền. Dạ rồi dạ. Để con đưa hình ảnh của ảnh lên rồi thí dạ. Dụ người ta có giúp được cái gì nữa thì nó giúp. Dạ. Rồi cô lật lại đi lật ảnh lại đi đặng cho dạ. Con quay ảnh anh nói chuyện cái. Rồi anh nói giùm em tiếng đi, anh muốn xin gì đó anh nói đi để cho em đưa lên. Xin tiền mà đi chị bệnh anh. Dạ. Rồi bây giờ mấy em gài là sao đó trong mình nó mệt không?
mệt mệt cái ngực đó. Ừ. Mệt mệt cái ngực hoài. Rồi, vậy để em quay rồi hình ảnh của anh lên ha, rồi ví dụ có ai giúp gì anh á. Thì em đem xuống cho ha. Rồi em chờ anh em về ha. Rồi. Cảm ơn em. Rồi. Rồi chị Hảo ơi, có anh Bùi ảnh gửi cho chị 500 ngàn. Cảm ơn. Rồi. Thay mặt anh Bùi em chúc chị nhiều sức khỏe ha, mấy em gà khỏe không? Khỏe. Ừ. Rồi chị có lấy thuốc uống không? Có tiền mà ngậm mốt đi lãnh thuốc với quyền tăng đó, đi xe ông đa nữa nè. Là ta cho miễn phí hay sao? Tiền 1 triệu người ta ăn phần nữa á. Là giống như 1 triệu ta lấy 500. 500. Ừ, là chị mỗi tháng mỗi lấy hay sao? Mỗi tháng mỗi lấy. Rồi chúc chị sức khỏe ha, gắng vui vẻ sống ha. Rồi mấy em gà có ai giúp đỡ không? Mùa dịch này có ai giúp đỡ không? Không. Không. Rồi vậy là ngày mai có tiền đi rồi đúng không? Rồi em chào chị em về ha. Cảm ơn. Cô Ngọ ơi, có cái anh dấu tên mình liệt sĩ gửi cho cô 500 ngàn, giờ cô nhận được không? Cảm ơn. Cũng tên gì? Cái anh ở bên thị sĩ, anh giấu tên đó cô. Bên anh liệt sĩ, anh cảm ơn anh ha. Cái làm cước như vậy, em cảm ơn quá chuyện rồi. Dạ. Rồi, con thay mặt cái anh dấu tên bên thị sĩ ha, con chúc cho cô Ngọt nhiều sức khỏe ha. Dạ. Vui vẻ sống ha, qua cái mùa dịch này mấy em gà có ai giúp đỡ không? Dạ thưa không, người ta sợ mình lây. Dạ. Tôi lây không có đâu. Dạ. Không có cái bệnh đó. Rồi, con chào cô Ngọt, con về ha. Dạ, cảm ơn. Rồi, chào đi tiếng Anh ơi. Dạ, thôi, con chào cô Ngọt. Dạ. À, dì Hai Thao ơi, có anh Bùi, anh gửi cho dì Hai Thao 500 ngàn về. Dạ. Rồi con thay mặt cái đó anh Bùi phải không? Dạ. Thay mặt anh Bùi ha, con chúc dì Hai khỏe ha. Dạ. Mấy em gà mùa dịch này có ai giúp đỡ bà không? Không. Không hả? Dạ. Mấy em gà không có cho gạo luôn. Có cho lần. Dạ. Rồi mấy em gà là mình khỏe không? Dạ khỏe. Rồi con chào dì Hai về ha. Dạ. Rồi biết tôi không? Ai? Rồi không nhớ rồi. Tấn con tỷ nè trời, kế bên nhà nè trời. Dạ nhớ. Rồi. Nhớ không? Dạ. Tấn em muội á. Dạ. Rồi. Chào dì Hai về ha. Dạ thôi em chào. Dạ anh Tấn ơi, có anh Bùi anh gửi cho anh. Dạ anh Hạng. Anh Bùi. Có anh Bùi. Cảm ơn anh Bùi để giúp cho em cái tiền. Em cảm ơn anh Bùi. Dạ. Rồi mấy em gà có ai giúp ở trong mùa dịch này không? Không anh. Không hả? Dạ. Rồi. Rồi vậy thay mặt anh Bùi chúc anh sức khỏe ha. Dạ. Cảm ơn anh Tổng. Rồi có ai cho gì nữa em đem lên cho. Dạ. Rồi em chào anh Tấn về ha. Chào anh Tấn em về. Rồi. Dạ chú Bách ơi, có anh cho chú Bách ơi. Cảm ơn quý vị. Quá mừng. 500. Cảm ơn đi chú, em đi chú. Dạ. Rồi con thay mặt anh Bùi hả? Cái đó anh Bùi hả? Dạ, anh Bùi. Thay mặt anh Bùi con chúc bà sức khỏe nha bà Hai. Cảm ơn. Dạ rồi con chào bà con về ha. Dạ cảm ơn mấy chú đi gặp. Cảm ơn em. Dạ rồi chào đi tiếng Anh đây. Dạ cảm ơn chú. Dạ chú ơi, có anh Bùi anh gửi cho chị Giang số tiền 500 ngàn để nuôi cho mấy em đó. Dạ cảm ơn chị Giang. Cảm ơn. Rồi bà đi đâu rồi chú? Bà mở ở đây nè, đi dọc keo. Rồi thì giờ chú thay mặt bà nhận giùm con đi ha. Rồi cái nhà này chú cho con hỏi là ai cắt cho mình vậy? Không có bạn bè. Bạn bè cắt chứ không có hội từ thiện nào hết trơn phải không? Không. Vậy là băng thường vô đây rồi đứa góp 1.300.000 đập là có được không ấy? Bóng đập. Đập nó mấy cái dựng lên bóng luôn. Lợi đây quay nhiều lần mà bữa nay mới gặp được ông đó. Lần nào lợi ông cũng đi làm hết trơn đâu có ở nhà đâu. Tại mới về thôi. Rồi. Cũng làm chung với ông nè. Rồi. Quá khổ rồi. Rồi chị thay mặt anh Bùi chúc cho chú sức khỏe ha, như vậy ha, gắng lo cho mấy đứa nhỏ ha. Rồi. Rồi con chào chú. Không cảm ơn đi anh ơi. Hả?